Mình xin mến chào các bạn, hôm nay mình ghi hình chiếc kho 4/6 một cầu chở thuốc ruộng đường kinh nha các bạn. Trong ruộng này thì tháng nắng mùa khô rất dễ đi, nhưng mà lên bờ kinh thì nó hẹp, hú gà dữ lắm nha các bạn, chạy rất là khó, nguy hiểm lắm. Còn trong ruộng thì tháng nắng này nó khô. Xe này xe pho 4/6 một cầu. Pho 4/6 đang kéo thuốc đường kinh cao rồi các bạn, quá nguy hiểm, giật phải ớn không các bạn, quá ghê luôn. Đó, cái đường kinh cao quá giật, nhóc kinh này cao sàn thấy quá nguy hiểm luôn các bạn, ớn bò không nha các bạn. Đường kinh này dốc cao dữ lắm nha các bạn, xe chạy bò không, sàn kéo thuốc lá này đó, quá nguy hiểm. Mình ghi hình những cái xe đồ kéo thuốc lá, cái đường rất là khó đi nha các bạn, đường dốc kinh rồi hẹp, hú gà quá gian nan luôn. Đầu ôm cua kinh nha các bạn, rồi xuống đường kinh này đó, im này nha các bạn, xuống đường nữa là im này. Mình cũng xin được kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ.